Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Bắt kẻ giả danh cục phó C02 lừa Bắt kẻ giả danh cục phó C02 lừa chạy án cho ông Trùm Tú Ác Biết vợ chồng Tú Ác đang bị điều tra khai thác khoáng sản trái phép, Thảo giả danh cục phó C02 lừa lấy tiền để chạy án cho vợ chồng này. Đến sáng ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Thảo, 52 tuổi ở Hà Nội, tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin ban đầu, Hoàng Văn Thảo bị bắt sau khi nhận 400 triệu đồng từ bà Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ của Trần Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam. Khi vừa nhận tiền xong, Thảo rời đi được khoảng 200m thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an Bình Thuận đưa Hoàng Văn Thảo đến nơi tạm trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để khám xét nơi ở khẩn cấp. Bước đầu xác định Thảo có hành vi giả danh đại tá cục phó cục cảnh sát hình sự Bộ Công an nhằm lừa đảo chạy án cho vợ chồng Trần Văn Thuận, tức Tú Ác, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thái Việt đã bị bắt về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và trốn thuế. Theo điều tra ban đầu của công an, biết vợ chồng Trần Văn Thuận đang bị công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và nhiều dấu hiệu phạm tội khác, Hoàng Văn Thảo nổ với vợ chồng Thuận là Thảo đang làm cục phó C02 có thể can thiệp quá trình điều tra và cam kết hai công ty của hai vợ chồng Thuận chỉ xử lý hành chính mà không xử lý hình sự. Điều kiện phải đưa cho Thảo nhiều tỷ đồng để chạy án. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 9, Trần Văn Thuận vẫn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nhà để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Dù Thuận đã bị bắt, Thảo vẫn tiếp tục liên lạc với bà Nga, yêu cầu vào thành phố Hồ Chí Minh gặp bàn việc giải cứu cho Thuận được tại ngoại và không tiếp tục bắt bà Nga với điều kiện phải đưa trước 2 tỷ đồng để chạy. Sau đó bà Nga đã nhiều lần đem tiền vào thành phố Hồ Chí Minh để đưa cho Thảo. Thảo còn hẹn gặp bà Nga tại một quán cà phê gần trụ sở cơ quan Bộ Công an ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo lòng tin với bà Nga. Sau khi nhận tiền và lên xe đi một đoạn, Thảo bị các trinh sát bắt giữ. Theo xác minh của công an, Hoàng Văn Thảo từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh tạm trú hành nghề bán cháo lòng. Làm nhiệm vụ trên TikTok, người phụ nữ bị lừa 200 triệu đồng. Một người phụ nữ đã bị lừa hơn 200 triệu đồng khi thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Ngày 10 tháng 10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin của một phụ nữ ở phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn về việc bị các đối tượng dùng thủ đoạn bán hàng trên mạng TikTok để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ giữa tháng 9 năm nay, vào mạng TikTok thấy các đối tượng quảng cáo về việc kiếm tiền hoa hồng thông qua việc bán hàng trên mạng. Nạn nhân này đã làm theo hướng dẫn. Sau khi tải ứng dụng theo đường link được cung cấp, chỉ nhận được các đơn hàng giả do các đối tượng tự tạo đồng thời yêu cầu phải thanh toán trước 100% giá trị kèm lời hứa đơn giao hàng thành công sẽ được thanh toán toàn bộ tiền hàng cùng tiền hoa hồng từ 10 đến 25% giá trị đơn hàng. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện nhiệm vụ, người phụ nữ này vẫn chưa thấy tiền hoa hồng được trả về mà vẫn liên tục phải thanh toán trước các đơn hàng tiếp theo. Khi chị muốn dừng lại không bán hàng nữa thì đối tượng đã yêu cầu chị nộp các khoản tiền phí tiền phạt vì đã phá hợp đồng. Đáng nói hợp đồng là do các đối tượng tự tư soạn. Sau nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng, chúng đã cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt của nạn nhân hơn 200 triệu đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cũng phát đi cảnh báo khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo. Khi tham gia làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác, không truy cập vào các địa chỉ website lạ hoặc cài app đường linh lạ không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo hoặc nghi ngờ lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Tiêu xài quá độ, người phụ nữ dừng hiện trường giả báo trộm đột nhập. Chi tiêu phung tay quá chán, người phụ nữ ở Thanh Hóa liền nghĩ ra cách tạo hiện trường giả báo trộm đột nhập. Khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra mới từng bước vén màn kịch vụng của người này, Trước đó ngày 12 tháng 9, công an huyện Quan Hóa, Thanh Hóa nhận được tin báo của chị X là công dân trên địa bàn huyện Quan Hóa trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm các tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an huyện Quan Hóa đã phân công lực lượng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập các dấu vết, tiến hành các hoạt động xác minh điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật. Thông tin về vụ việc trên gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Ngay từ bước đầu tiếp nhận tin báo, ban lãnh đạo công an huyện Quan Hóa đã trực tiếp chỉ đạo huy động phân công lực lượng, thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh điều tra. Tuy nhiên, sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ tại hiện trường, công an huyện Quan Hóa phát hiện có nhiều tình tiết bất thường, có dấu hiệu nghi là dựng hiện trường giả bị mất trộm tài sản. Ngày 17 tháng 9 tại cơ quan điều tra chị X, người đã trực tiếp trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản, khai nhận trước đó đã tự ý sử dụng tiền và bán một số tài sản của gia đình để lấy tiền phục vụ chi tiêu sinh hoạt cá nhân lo sợ bị gia đình phát hiện nên đã nảy sinh ý định tạo hiện trường giả tự làm xáo trộn đồ đạc trong gia đình cố tình tạo ra các dấu vết bất thường hòng đánh lừa gia đình và cơ quan điều tra để mọi người nghĩ tài sản mất do bị trộn đột nhập vào nhà Chị X trình bày trước đó không có ý định trình báo cơ quan công an vì bản thân lo sợ hành vi của mình sẽ bị phát hiện. Mục đích tạo hiện trường giả chỉ nhằm che giấu người thân việc mình đã sử dụng tiền tiết kiệm và tự ý bán tài sản của gia đình. Tuy nhiên, không như suy tính của chị X, khi người thân biết tin gia đình bị mất trộm thì mọi người đều khuyên nên trình báo cơ quan công an khiến chị X phải đến cơ quan công an để trình báo. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Quan Hóa đã tiến hành củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý hành vi báo tin và tạo hiện trường giả của chị X theo quy định của pháp luật. Người dân cần thận trọng, không tùy tiện thực hiện các hành vi báo tin không đúng sự thật, tránh gây thiệt hại cho người khác và có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo quy định. Dưới tốc độ lan truyền thông tin nhanh như hiện nay, việc báo tin giả hay tin sai sự thật sẽ gây ra nhiều tác hại hệ lụy khôn lường không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương mà lực lượng chức năng cũng mất rất nhiều thời gian công sức để điều tra làm rõ sự việc. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.